Hello, Tâm xin chào bạn đang xem cái đoạn clip này nha. Lúc này là Tâm pha một cái loại nước mà rất là bổ máu và giúp cho những bạn mà bị lạnh tay chân hay là bị hàn khí ở bên trong á, thì mình uống thường xuyên mỗi ngày ha. Đó, Tâm có một cô khách cổ uống thường xuyên mỗi ngày cái bài này trong vòng 2 tháng và cổ khỏe lên rất là nhiều luôn. Và sau đó cổ gọi cho Tâm chia sẻ và kêu Tâm quay lại kêu Tâm quay lại chia sẻ với mọi người đó. Thì cái món này gồm có một muỗng canh kỷ tử ha, rồi hai muỗng canh đường mía hạ thủ ô gừng, khoảng 5 quả táo đỏ đó. Rồi mình cho nước sôi vô và mình hãm trong cái bình hãm như vậy. Nếu mình không có bình hãm thì mình nấu trực tiếp trên bếp nha. Bạn lưu ý một điều là trái táo đỏ mình nên cắt đôi đi, cắt đôi cắt ba để cho lúc hãm nó sẽ ra cái chất ngọt nhiều hơn. Rồi mình hãm mình để như vậy uống cả ngày ha. Mà mình uống mình sẽ chế ra tách rồi mình múc táo đỏ kỹ tử ra mình ăn vừa uống vừa ăn quả táo nhâm nhi hả. Hay là trong lúc mà mình uống, mình cho ra tóc rồi mình uống như vậy nè, mình sẽ lấy những cái quả táo đỏ với lại kỷ tử để ra mình ăn. Mình ăn trực tiếp. Đó. Đây là táo đỏ và kỷ tử ngâm với đường mía hạ thủ ô. Rất là ngọt và ngon. Thì á, Tâm được biết cái bài này từ một người chị khách. Chị á là khách bên Tâm cũng lâu rồi. Thì á, thời gian gần đây khoảng tầm 1-2 tháng nay á, là chị có thường xuyên uống cái ly táo đỏ kỹ tử như vậy. Chị hãm như trong một cái bình giống như là hồi nãy giờ Tâm hãm á. Đó, chị hãm táo đỏ khoảng tầm 4-5 quả táo và một muỗng canh kỹ tử và 2-3 muỗng đường mía hạ thủ ô gừng. Đó, rồi mình cho với lại 1 lít nước vô mình hãm trong một cái bình. Xong rồi để khoảng tầm 1-2 tiếng rồi chế ra tách và uống như vậy ha. Thì á, chị uống cả ngày, chị để chị uống cả ngày luôn. Sau 2 tháng chị cảm nhận rất là rõ cái sức khỏe của chị thay đổi, như là chị khỏe hơn, năng lượng nhiều hơn, tỉnh táo hơn. Mà trước đó là chị rất là hay mệt, chóng mặt, rồi cảm giác như là bị thiếu máu á. Đó, thì cái bài này cực kỳ bổ máu nha. Sáng nay Tâm có gọi lại cho chị Thảo, là chuyên gia về cái phương pháp chữa bệnh bằng phương pháp cân bằng năng lượng. Thì chị Thảo có nói với Tâm là cái bài táo đỏ kỹ tử và đường mía hạ thủ ô là nó cực kỳ bổ máu nha, nó cực kỳ bổ máu. Cho nên là bạn lưu tâm cái bài này nha, táo đỏ kỹ tử, đường mía hạ thủ ô gừng. Đặc biệt cái bài này là dành cho thể mà hàn á, nếu mà bị hàn khí, bị lạnh á, thì mình sẽ dùng đường mía hạ thủ ô gừng. Mà cơ địa của mình bị nóng trong á, thì mình dùng đường mía hạ thủ ô không có gừng nha. Rồi bạn ở nhà pha và làm thử uống nha. Bên nhóm của Tâm có cung cấp những cái nguyên liệu để cho bạn làm ra cái món này nha. Bạn cần thì nhắn cho Thực Thể Chân Như, bạn vô phần website thực thể chân như.com để mà xem và đặt mua nhé. Tâm cảm ơn bạn đã xem hết video này. Bye bye.